Xin chào tất cả các bạn. Thì đối với bất kỳ một cái du học sinh Việt Nam nào ở Úc thì vừa đi học và vừa đi làm thêm thì đã trở thành một điều rất là tất yếu, nhằm giúp cho tất cả các bạn là tích lũy thêm nhiều kiến thức quý báu, cũng như là các vị bạn mong muốn là sẽ trang trải thêm được cái phần sinh hoạt phí của mình, cũng như rất là có nhiều bạn có cái ý định là sẽ có thêm một chút ít tiền dư để mà gửi về phụ cấp cho gia đình của mình ở Việt Nam. Thì có rất nhiều bạn học sinh Việt Nam đã thốt lên câu này: nếu không có cơ hội đi du học để được trải nghiệm cuộc sống ở đây, có lẽ tôi đã không được trưởng thành như ngày hôm nay. Một bạn du học sinh của Tân Đại Dương đã có chia sẻ rằng khi bạn ấy sang Úc thì bạn ấy quyết định tìm một việc làm thêm, và công việc bạn ấy chọn là làm nhân viên cho một cửa hàng tạp hóa ở Sydney. Theo cái quy định của chính phủ của nước này thì mức lương tối thiểu của một người dân được nhận thì sẽ khoảng cỡ 15 đô la Úc trên một giờ. Tuy nhiên do chưa có thành thạo tiếng Anh cho nên bạn ấy chỉ được chủ cửa hàng chi trả mức lương bằng một nửa so với mức lương đáng lẽ bạn ấy phải được nhận của chính phủ Úc đưa ra. Đó là bạn ấy thực tế bạn ấy chỉ được nhận có 8 đô la Úc cho một giờ bán hàng. Đấy, các bạn thấy không? Đâu có điều gì là chắc chắn đâu. Luật là luật, nhưng họ lách được thì họ vẫn cứ lách. Mình không làm thì cũng sẽ có người khác làm thôi. Đó, họ đánh vào cái tâm lý đó cũng tất cả các bạn để mà họ ép các bạn có một mức lương không tương xứng với những gì các bạn đã bỏ ra. Họ có thể làm được điều đó bởi vì họ đang ở một cái thế trên của các bạn. Và điều đặc biệt hơn nữa, khi nếu như các bạn so sánh với cái việc các bạn đang ở Việt Nam, thì một tôi lấy ví dụ, nếu như một giờ các bạn đi phát tờ rơi ở Việt Nam thì các bạn kiếm được khoảng có bao nhiêu? 15 cho tới 20 ngàn cho một giờ đứng ở các ngã tư phát tờ rơi. Thì khi mà các bạn qua bên Úc, các bạn làm việc với một cái mức lương các bạn thấy là 8 đô la Úc một giờ, thì tự nhiên các bạn sẽ cảm giác là quá tuyệt vời, đúng không? Bởi vì một giờ làm việc ở Việt Nam nó chỉ tương đương 1 đô la Úc, hoặc là hơn chút xíu, đô 1, đô 2, tùy bạn, có những bạn làm được 15 hay 20 ngàn một giờ thôi. Thì nếu như tính sơ sơ với cái số tiền của cái bạn này họ bạn đã kiếm được thì sẽ được khoảng cỡ 300 đô la Úc trên một tuần, thì tương đối đủ cho việc bạn ấy chi trả cái sinh hoạt phí của bạn ấy. Ví dụ như là tiền ở nhà trọ thì nó sẽ dao động khoảng cỡ 170 tới 180 đô la Úc một tuần. Cộng với cái việc bạn ấy ăn uống cũng như sinh hoạt khoảng cỡ 100 đô la Úc một tuần nữa thì coi như là vừa đủ 300 đô bạn ấy kiếm được. Không biết là các bạn còn nhớ tới cái vụ cửa hàng hệ thống bán lẻ 7-Eleven của Úc đã bị cáo buộc là trả thiếu hàng nghìn đô la Úc tiền lương cho nhân viên hay không? Thì trong đó có nhiều sinh viên quốc tế. Người dân bản địa thì rất là ngạc nhiên, nhưng với các bạn sinh viên thì không có gì ngạc nhiên với việc bị trả lương thấp. Có một số cái đặc điểm là đa phần các du học sinh ở Việt Nam, ở Úc thì rất là chăm chỉ. Dù là học sinh viên theo việc nào, được học bổng hay là tự túc, các bạn cực kỳ chăm chỉ. Các du học sinh đều mong muốn có thể tự đi làm để có thể tự cái trang trải việc sinh hoạt phí của mình tại đây. Chính bởi vì vậy mà người dân Úc hay là kể cả những Việt kiều Úc đang sinh sống tại đó thì họ cũng rất là thích các du học sinh Việt Nam. Đây có là điều các bạn không tưởng, đúng không? Thực sự các bạn có thể thấy được rằng nhiều bạn ở nhà được cơm bưng nước rót, qua đây lại chấp nhận nước rót cơm bưng cho người khác. Cái hay của cái du học là vậy các bạn ạ. Ngay cả bản thân các bạn cũng không biết được là tại sao mình lại có thể thay đổi đến thế. Tự nhiên các bạn sẽ có một cái tính tiết kiệm, và ngay cả cái mà tính mà chăm nhặt chặt bị của các bạn cũng được phát huy rất là rõ khi các bạn đi du học. Vì sao cái tỷ giá của Việt Nam và Úc nó quá chênh lệch đi. Ăn cái gì, tiêu cái gì mà quy ra tiền Việt chúng ta cũng cảm thấy nó rất là sót. Một điều nữa mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn là về cái việc nhận lương khi các bạn đi làm thêm. Thì chính phủ Úc họ cũng quy định rằng cái việc trả lương sẽ được thông qua cái hệ thống ngân hàng với cái mã số thuế. Tuy nhiên, nhiều chủ sở hữu lao động đã không thực hiện ký hợp đồng mà dùng cái hình thức là trả tiền mặt. Điều này rất là bất lợi cho các du học sinh, vì nếu xảy ra những cái về tranh chấp về quyền lợi lao động thì không có ai đứng ra để bảo vệ cho các bạn, và các bạn sẽ bị là người thiệt thòi. Nhưng mà rất là ngộ, sinh viên Việt Nam có vẻ không chú ý đến việc này lắm, cứ thích tiền tươi thóc thật, trao tận tay cho chắc, mà các bạn không biết rằng mình đang bỏ qua một số quyền lợi. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vài cách để các bạn có thể tìm được cái việc làm thêm tại Úc. Để tìm một cái việc làm thêm ở Úc thì các bạn cần phải có một cái vốn tiếng Anh tốt, để chủ sở hữu họ không lấy đó làm cái cớ để mà trả các bạn một cái mức lương thấp. Rồi cái tiếng Anh tốt nó còn giúp cho các bạn tìm được những vị trí công việc tốt hơn, những vị trí thường xuyên giao tiếp, ví dụ như là phục vụ, chăm sóc khách hàng, tư vấn, thì họ cần một cái trình độ tiếng Anh nhất định. Còn nếu như tiếng Anh mà không tốt thì bạn chỉ có thể làm những cái
Vị trí như là phụ bếp, rửa chén thì mình nghĩ là những cái vị trí mà ít giao tiếp. Rồi các bạn có thể truy cập vào các website sau để tìm kiếm việc làm, ví dụ như là sex.com.au hay là mycareer.com.au, jobserver.com.au, jobnet.com.au, careerjazz.com.au, rất là nhiều những cái trang web các bạn có thể tìm được việc làm ở đó. Tuy nhiên, một điều cần cái lưu ý với tất cả các bạn là các bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng công việc, tránh rơi vào cái tình trạng bị chèn ép, và hãy luôn nhớ việc làm thêm chỉ là việc phụ, việc học của các bạn mới là chính. Đừng đặt nặng vấn đề tiền bạc mà ảnh hưởng tới việc học, bởi vì chỉ với vài năm ở đại học chúng ta kiếm được những đồng tiền không quá nhiều, nó sẽ đánh mất cái cơ hội ở cái tương lai, một bước tiến rất xa của tất cả các bạn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.